Hàn Vũ là anh hùng cái thế, thiên hạ duy chỉ có Đại Dương là đối thủ của Hàn Vũ. Tuy Hàn Vũ hùng bá thiên hạ, lệnh cho các chư hầu xưng thần, nhưng ông ta phạm phải những sai lầm đủ khiến ông ta bị giết rồi. Nói đi. Thứ nhất, chủ động từ bỏ đất đai bạc ngàn và cửa ải quan trọng, lại đi lựa chọn Bành Thành là cái nơi dễ bị tấn công nhất thành đô. Có phải muốn chết không? Thứ hai, đi tới nơi nào cũng rất tàn ác, đối với lão bá tánh độc ác như hổ báo, muốn chết mà là khiến lòng dân quay lưng rồi. Thứ ba, đổi tên nghĩa đế kia đi tới vùng đất quan tàn ở Giang Nam, giống như lưu đày phạm nhân vậy. Người dân cố sở không phẫn nộ sao được chứ? Phải nhớ rằng đó chính là sức mạnh năm xưa một lòng ủng hộ ông ta diệt trừ Bảo Tần, càng chết sớm. Vậy nên tuy là Hàn Vũ hùng bá thiên hạ, nhưng nền tảng đã mất lâu rồi.